Mến chào quý vị khán giả, tôi là Thanh Thanh. Quý vị đang theo dõi thông tin thời sự tại tin tức Sky News, kênh cập nhật tin tức 24 giờ. Công an truy tìm kẻ bịt mặt vờ mua trang sức rồi cướp vàng tẩu thoát ở Bắc Giang. Theo Công an tỉnh Bắc Giang, vào khoảng 10 giờ 50 phút ngày 13 tháng 5 năm 2022, Công an thành phố Bắc Giang tiếp cận đơn trình báo của bà NTH, sinh năm 1966, đường Lý Thái Tổ, phường Trần Phú, thành phố Bắc Giang, là chủ cửa hàng vàng Toàn Huệ, về việc bị cướp vàng. Theo trình báo, khoảng 10 giờ 37 phút cùng ngày, có một nam thanh niên vào hỏi mua nhẫn vàng. Bà H lấy ra hai chiếc nhẫn, một chiếc nhẫn 3 chỉ và một chiếc nhẫn 5 chỉ, loại vàng 999. Sau đó, đối tượng chọn chiếc nhẫn 5 chỉ, trị giá khoảng 27 triệu đồng đeo vào tay. Lúc này, đối tượng đề nghị thanh toán bằng hình thức chuyển khoản. Lợi dụng lúc bà H không để ý, đối tượng đã bỏ chạy ra cửa, lên xe mô tô phóng đi mất. Ngay sau khi tiếp nhận đơn trình báo của bà H, cơ quan chức năng đã đến hiện trường tổ chức khám nghiệm, tiến hành điều tra truy xét đối tượng.